Vâng, bây giờ em sẽ đi vào cái trong cái căn 26 18 nhà nhà của chú anh chị đó và chủ nhà cũng đã thay một cái cửa lớp khác rồi của chú anh chị à? một cái lớp xịn sò hơn của chú anh chị đó về cái căn này là em đang đứng đây là à, tại tòa OCB nha đó rất đẹp nha của chú anh chị dạ rồi xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Lâm nhà đó chuyên review bất động sản tại thành phố biển Nha Trang tỉnh Khánh Hòa trong video lần này tiếp tục sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị review về những cái căn hộ mường thanh viễn triều gửi đến cho cô chú anh chị đang tham khảo mua mường thanh viễn triều nha thì căn này là em đang đứng tại tòa ocb nha cô chú anh chị tòa ocb nha đó view này là view trực biển nè thì uh, nghe nói thì nói chung thì có tiêu cực một chút thì có sao thì nói vậy thì uh, bữa giờ thì có những cái báo chí nói về căn hộ mường thanh viễn triều nằm tại tòa ocb thì nó nó cháy này nọ nhưng mà đó là một phần tiêu cực thôi nhưng không sao cả thì nói thì nói đi nói lại thì cũng có những chủ người ta đã mua ở đây rồi nói nghe vậy người ta cũng buồn á nhưng mà không sao thì em giúp chủ bán căn hộ này vì cuối năm rồi chủ cũng mới sẽ đắp lại căn này để mình để mà kiểu như là sẽ đắp sẵn để cho cô chú anh chị mua những cái căn này có thể vừa ở mà vừa nghỉ dưỡng luôn nha cô chú anh chị nha rồi tổng quan thì bây giờ em sẽ đi review thực tế là từ vị trí đi vào bên trong nhà nó sẽ có những gì nha cô chú anh chị nha đây là cái không gian mà mình đi vào bên trong nhà thì nói chung thì anh chị cô chú có thể mở điện ngay đây luôn đó bên trên thì anh chủ nhà có thiết kế thêm một cái đèn led ngay chỗ giữa này cũng như là có thể là anh chị cô chú có thể là mình để giày dép ở cái tủ nhỏ này luôn nè cô chú anh chị ạ à. đó và bên cạnh đó thì sẽ có một cái nhà vệ sinh chung à, để cho cô chú anh chị khách cứ đến nhà chơi sử dụng nha cô chú anh chị nha căn này thì tất cả những nội thất sẽ đều là còn mới luôn và chủ nhà cũng đã ốp miếng dán sàn ở dưới đây rồi này cô chú anh chị đó cũng đã ốp miếng dán sàn ở dưới đây rồi đó và bên trên thì bộ trần tài cao nó cũng đơn giản thôi đóng phẳng luôn không mẫu không cầu kỳ gì cả và những cái bộ đường led xung quanh rất là sáng giúp cho căn hộ mình thanh biển chiều này à, rất là đẹp luôn đó và đi vào bên trong cái căn hộ này thì bây giờ anh sẽ nói về thông tin chi tiết của căn hộ này đó là Căn hộ này có diện tích là 75m2 nha của chú anh chị nằm tại tòa OCB với tầm tiền là 1 tỷ 900 triệu. Anh chị cô chú mà đang xem đến lúc này thì nếu mà không thích hay là không ưng thì có thể lướt lướt qua video, có thể xem một cái kênh khác nhưng mà đừng quên là tặng cho em ủng hộ cho em một nút like thôi và một nút đăng ký kênh thôi nha. Còn cô chú anh chị nào mà đang ở lại xem kênh video thì bây giờ em sẽ review thực tế căn hộ 75 m vuông này với 1 tỷ chính thì sẽ có những gì nha đó về đi vào bên trong đây thì à, căn hộ mường thanh này OCP à, ocb này 75 mươi mét vuông thì nó sẽ thiết kế khác hơn những cái căn hộ khác à, đây là cái tòa nhà mới nhất ở mường thanh Biển triều nha cô chú anh chị đó và không gian này thì anh chủ nhà để thiết kế một cái bộ bàn ăn dành cho bốn người nè đó và đây có bức tranh ảnh với cái tông màu chủ đạo là màu trắng nha cô chú anh chị nha và bên đây thì nó sẽ có không gian như thế này bên đây á, thì là nhà vệ sinh chung bên đây là phòng ngủ master và bên đây là khu vực nắp bếp nấu ăn và mình làm cái khu vực phơi đồ ở ngoài kia nha cô chú anh chị giúp cho cái căn hộ này rất là riêng tư luôn và đây là cái phòng ngủ không có nhà vệ sinh nha bây giờ em sẽ đi vào bên trong cái khu vực phòng ngủ nhà vệ sinh này sẽ có những gì nha anh chị cô chú đó đây là cái khu vực nhà vệ sinh này nhà vệ sinh của căn phòng master này của chú anh chị nó cũng đầy đủ nội thất luôn cô chú anh chị để mình sử dụng nha và đi vào bên cái khu vực để mình ngủ đây thì tất cả những cái nội thất và tường nó đều là tông màu trắng hết luôn á cô chú anh chị à đó và đây là cái bộ bàn trang điểm dành cho anh cô chị phụ nữ rất là thích nha ngồi đây mình trang điểm ở đây luôn và tông màu trắng nè nói chung thì nó cũng dễ dễ dàng vệ sinh hơn á cô chú anh chị à đó và cũng như là nó sẽ có một cái cửa sổ nhỏ để mình mở ra cái như thế này cũng như là đây là không gian phòng giặt này mình đón gió cái hướng đông là gió thổi vào lồng lộng luôn về căn này thì nó cũng có luôn cái máy lạnh nha chú chúng chị của hãng cách bơ luôn đó và tròn thịt cao thì đóng bằng phản hết và những cái hệ thống đèn led xung quanh rất là sáng cho căn phòng này bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua bên tay trái và cũng như là cái không gian phòng khách và cũng như là phòng bếp và khu vực phòng ngủ nhỏ nha đó đây là cái không gian phòng khách nè cũng bộ ghế sofa bằng da nè rất là xịn luôn của chính chị ạ đó thì đây là em đang nói là có xem nó vậy thôi, nó rất là tốt luôn và xịn sò nha. Anh chị cô chú vào đây thì xem nó sẽ thực tế hơn. Đó. Và đây là cũng như lần đầu mà em trải nghiệm cái căn hộ này luôn á cô chú chị ạ. À. Tất cả những cái nội thất này đều còn mới nha, chưa có hề bóc tem luôn này cô chú chị, chưa có bóc tem luôn nha. Và khu vực phòng khách này thì cũng như là à, cũng như anh chủ nhà đã thiết kế cho, cho mình một cái tủ nội thất này, anh chị cô chú có thể là để rượu nè những cái bộ mà trang sức xịn sò ở đây và cũng bên trong cũng đã uh, cấp những cái đường đi đèn led hắt xung quanh rồi đó làm cho cái tủ này nó sẽ bắt mắt hơn đó và đây là cái không gian cửa sổ uh, cũng như là phòng khách thì mình có thể thấy được cái view bãi tắm hoàng chồng này cô chú anh chị ạ à? phía dưới này á, là nó không thiếu tiện ích gì luôn á cô chú anh chị không thiếu tiện ích gì luôn mà anh chị cô chú đã tìm hiểu về mười hai biển chiều về cái tiện ích ở đây thì không thiếu gì chỉ có là hồ bơi nè À, phòng gym thì nó có phòng gym thì hiện tại em thấy chưa có cô chú anh chị à phòng gym thì em thấy chưa có nhưng mà đi qua bên cái đường hồng chồng thì nó sẽ có nha còn đường cái là đi ra bãi tắm hồng chồng này chỉ có là hai phút di chuyển thôi hai phút di chuyển thôi đó và tổng quan thì đây là cái không gian phòng khách và khu vực bếp ăn nè bên đây là bàn ăn bây giờ em sẽ đi vào bên trong cái khu vực bếp ăn này trước và phòng giặt nha đây là cái khu vực bếp ăn nè hiện tại là em thấy cái ở dưới đây nó có một cái đèn nhưng mà nó bị cháy rồi sao á nó không sáng cái này giờ anh chủ nhà sẽ sửa lại cho cô chú anh chị nha đó đây nội thất xung quanh này đó nó cũng xịn sò nó cũng mới sẵn hết luôn anh chị cô chú có thể xách vali vào là ở ngay thôi căn này anh chị cô chú có thể mua mình ở nghỉ dưỡng hoặc là cho thuê lại với tầm tiền là 10 triệu là bình thường nha cô chú anh chị nha đây là cái không gian khu vực sân phơi nè đó có để sẵn một cái máy giặt rồi À, em thích nhất là những căn hộ mà có khu vực mà mình phơi đồ riêng tư á, thì khi khách đến và nhà chơi không thấy đồ đạc á, nó nhìn nó dễ bị mất thẩm quan lắm cô chú anh chị ạ à? đây là cái tòa nhà OCB nè thì nó thiết kế nó sẽ khác hơn những cái tòa 1A, 1B, 2A và 2B nha và cái hướng này nó gió thổi và lộn lộn luôn cô chú anh chị ạ à? đó và bây giờ em sẽ đi vào cái phòng ngủ tiếp theo nữa và cuối cùng là em sẽ review lại thực tế cho cô chú anh chị xem nha đó đây là anh chủ nhà có thiết kế sẵn một cái ốp gương như thế này để mình vệ sinh mình chùi cho nó dễ dễ dàng hơn nha đó đây là cái phòng ngủ nhỏ này phòng ngủ này thì nó cũng đầy đủ công năng cho cô chú chạy rồi về nó được một cái là nó sẽ có một cái ban công đó nó có ban công như thế này thì mình tối tối mình ra đây mình hút thuốc đó mình mình ngắm view cũng được nó cũng riêng tư hơn những cái tòa nhà căn hộ khác đó nó rất là thuận tiện luôn và bây giờ em sẽ tổng quan lại cho cô chú anh chị xem thử là như tầm tiền là 1 tỷ 900 triệu thôi bao sang tên thuế phí do cô chú anh chị và à, cũng như là tất cả những nội thoát này để lại hết cho cô chú anh chị luôn à, nếu như mà cô chú anh chị thấy cái sản phẩm này phù hợp thì hãy liên hệ ngay qua số điện thoại của em Lâm để cho màn hình nha còn nếu không mà cô chú anh chị không thích căn này vẫn còn căn khác luôn cô chú anh chị cứ liên hệ cho em thì em sẽ tìm cho cô chú anh chị xem những căn hộ khác về cái tầm tiền nó mong muốn như cô chú anh chị nha rồi, và bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. À xin chào quý cô chú anh chị và đừng quên tặng cho em một nút like nha và đăng ký kênh ở bên dưới nha. Rồi, xin chào quý cô chú anh chị, hẹn gặp quý cô chú anh chị ở các video lần sau nha.